Bao nhiêu con số cô dì chú bác ở đây là làm sầu riêng quan trọng nhất bộ lá thì comment trong cái số 1 nè. Đây là dàn lá chân mà khi mà ngày xưa chú có dùng cái sản phẩm Humic 4 trong 1 của em kéo phục hồi á, cô dì chú bác. Bây giờ chuẩn bị qua bao nhiêu thăng trầm thì nay nó vẫn đang còn. Lá to không các bác, dàn lá chân to. Đây các bác để ý. Đó. Dàn lá chân rất là đẹp, nên khi mà có cái dàn lá chân như thế này, khỏe như thế này thì việc mình làm trái nó rất là ok. Nên giai đoạn tới này thì cô dì chú bác phục hồi nhớ đi theo quy trình của ông Khánh. Lá chân này. Trái thì vẫn đang quá là ok, không có gì phải suy nghĩ nha cô dì chú bác nhá. Bao nhiêu ông số các bác ở đây đã dùng Humic 4 trong 1 rồi thì comment chất lượng dùm ông Khánh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.